Thành Nhơn xin kính chào quý khách. Và hiện tại đây là buổi sáng ngày 11 tháng 1 năm 2021 là năm 2022. Đồ gỗ Thành Nhơn xin trân trọng giới thiệu một bộ nội thất phòng thờ gồm có một sập thờ gỗ gụ kích thước là 2m17, rộng 1m07 và cao 1m27, chân vuông 24. Toàn bộ dạ tiền và dạ ngang dày 8 phân và cổ dày 5 phân. Tất cả đều được hoàn thiện đục chạm thủ công bằng tay 100%. Và tiếp theo là một bộ hoành phi câu đối được làm bằng chất liệu gỗ gụ, có kích thước là 1m97 x 67 và ván mặt dày 3 phân. Và một đôi câu đối trên rơi dưới lẵng dày 4 phân, kích thước là 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Tất cả bộ nội thất phòng thờ này Thành Nhơn đã được hoàn thiện xong phần vali để chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng là anh Đa ở An Dương, Hải Phòng. Bộ nội thất phòng thờ này rất là đỉnh cao. Bộ hoành phi câu đối được Thành Nhơn là dát vàng ta 100%, gỗ gụ dát vàng ta, nền gấm chữ vạn tượng trưng vạn sự như ý, vạn sự cát tường, rất là hay và ý nghĩa. Bây giờ Thành Nhơn sẽ đi sát vào đường nét chi tiết của bộ hoành phi câu đối này để cho toàn thể khách gần xa thấy được, chiêm ngưỡng được khoa văn đường nét đục chạm của cái mẫu hoành phi câu đối này. Đây là một trong những mẫu hoành phi câu đối mà Thành Nhơn sản xuất rất là nhiều và được khách hàng trên toàn quốc ưa chuộng trong những năm vừa qua. Ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, chữ Nho và có dịch chữ Việt, và xung quanh bốn cây tứ quý, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Ở giữa là đục nền gấm chữ vạn, toàn bộ là chặt gấm bằng tay. Nền gấm tượng trưng cho sự nền gấm chữ vạn thì sự vạn sự như ý và theo lối cổ rất là đẹp. Và xung quanh cái khung thì đục tứ quý cũng là tùng cúc trúc mai, và hai bên là đục cổ đồ, một bên là bầu rượu, bên là túi thơ và ở giữa là một chiếc cuốn thư rất là đẹp. Những cái sản phẩm này Thành Nhơn đã hoàn thiện xong phần PU bóng mờ, riêng cái phần cuốn thư đối là Thành Nhơn cho PU bóng mờ để dát vàng ta, vàng 4-9. Và bộ sập thờ thì được Thành Nhơn hoàn thiện theo lối cổ truyền của anh Vinh Đi Trần. Tất cả các phần chữ là được dát vàng ta 4-9 hết, rất là đẹp. Đức Lưu Quang và một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Hải Vinh. Tất cả những cái mẫu sản phẩm này Thành Nhơn đã được hoàn thiện xong để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại Hải Phòng, anh Đa ở An Dương, Hải Phòng. Với một cái sản phẩm dát vàng ta đỉnh cao như này, bộ hoành phi câu đối thì Thành Nhơn bán với giá là 34 triệu cả dát vàng ta. Nếu như không dát vàng ta thì các bác có thể bớt đi khoảng 10 triệu, 11 triệu. Còn nội bộ sập thờ trị giá là 50 triệu bằng gỗ gụ. Tổng hai sản phẩm này là độ khoảng hơn 80 triệu. Các bác cân đối tài chính để có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ ngay với cả Thành Nhơn theo hai số máy mà em ghi trên màn hình đây. Hai số máy các bác có thể nhắn vào Zalo cho em. Các bác không cần gọi điện, các bác chỉ cần nhắn Zalo, chụp ảnh lại màn hình và nhắn vào Zalo cho em sẽ báo giá chính xác tại thời điểm mà các bác hỏi. Và cái báo giá tại thời điểm này là giá tham khảo để các bác cân đối tài chính thôi. Còn giá chính xác thì các bác muốn biết chính xác tại thời điểm các bác muốn mua thì các bác hãy nhắn ngay vào Zalo cho em. Zalo hai số điện thoại em ghi trên màn hình đây: 0972 770 888 và 0967 110 3. Đồ gỗ Thành Nhơn tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 của em là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và tại hai cơ sở của Thành Nhơn đều có hàng trăm những sản phẩm đồ thờ cho các bác lựa chọn. Riêng hoành phi cuốn thư cuốn đối thì bên em có hàng trăm bộ, sập thờ thì có vài chục chiếc để cho các bác lựa chọn đủ các mẫu mã cũng như là kích thước và đủ các loại gỗ, gỗ gụ, gỗ gõ và gỗ hương là bên em hay sản xuất nhiều nhất. Còn các bác đặt những gỗ khác có thể liên hệ với Thành Nhơn. Tất cả những cái sản phẩm Thành Nhơn bán hàng ra trên thị trường này đều được bảo hành là trọn đời, không bao giờ mối mọt. Đi vào chi tiết của chiếc sập thờ này là toàn bộ các cái hoa văn đường nét đục chạm của sập thờ này dạ liền dày 8 phân, đục chạm kinh bông hoàn toàn không bằng tay, cổ dày 4 dày 5 phân đục tay, khuôn tranh dày 5 phân và mặt cũng dày 2 phân. Cái bộ sản phẩm này là mặt ghép đôi và chân vuông 24, dạ ngang và dạ tiền đều đục tay, chứ không như hàng phổ thông là dạ ngang là đục máy, như của Thành Nhơn là dạ ngang cũng đục tay. Đây em quay cho các bác xem này, dạ ngang này cũng đục tay, không phải là đục máy. Nếu là đục máy thì giá thành sẽ rẻ hơn. Quý khách hết sức lưu ý, hàng của Thành Nhơn là đục tay là 100%, dạ tiền và dạ ngang là đều đục tay, các bác nên hết sức lưu ý. Này, các bác nào muốn xem hình ảnh chi tiết rõ nét hơn thì có thể nhắn vào Zalo cho em sẽ cho hình ảnh chi tiết rõ nét hơn. Để em sẽ lướt qua một lượt cái dạ tiền của sập thờ này nó đục chạm như thế nào để cho các bác biết. Toàn bộ là liền khối hết, liền khối dày 8 phân, liền khối kinh bông. Em còn những cái sản phẩm nó đỉnh cao hơn như này, nó dày tầm khoảng 12 phân. Đấy.
Những cái mẫu sập thòa này được khách hàng trên toàn quốc ưa chuộng rất là nhiều, bán rất là chạy trong những năm vừa qua. Sập thờ Mai Điểm, gỗ gụ. Và Thành Luân xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những đoạn video clip tiếp theo.